เฮ้ยchào tất cả mọi người nha. Hôm nay là ngày đầu tiên anh em đi thăm bẫy nha. Mình và người bạn của mình thì đang đi trước và mấy người đi sau là 6 người nha mọi người. Hôm nay đi tất cả là có 8 người nha. Giờ là phải chinh phục hết mấy cái đèo núi ở đây này. Núi này rất là cao luôn. Phải đi lên tới đỉnh rồi sổ dốc rồi mới tới nơi được nha mọi người. Xoay rừng này mọi người nè. Giờ anh em đang ném xoay rừng này. Vừa mới đi tới nơi, còn mấy bạn của mình trên kia thì chưa tới nha. Sao mà đây? Ê! Bà ơi, nếu thua ập tên nhem là. Ở đây xăm bao? Kiểm nha. Rồi, rớt. Mấy trái. Cái cuối không trúng luôn. Đến lượt ông này ngứa tay quá. Ông này ngứa. Đó, blong sạch luôn gì nên là blong sàn này. Ném nãy giờ rồi, mà chưa được quả nào này. Ông Thái Lan. Yo, sước ấy. Đây này, cái xoài này này. Hả? Rồi, đã xong. Chỉ có ông Thái Lan này là ném giỏi nhất thôi. Ông Thái Lan này chuyên gia mà. Đi rừng mà. Đây, lên 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 mà thiệp lăng bò bừng nè. Đây này mọi người nhìn này. Nó bị con sóc ăn hết rồi, tùm lum luôn này. Cái này cần chín rồi, chín nữa ăn rất là ngọt. Mình nãy mình tranh thủ đi trước nha mọi người. Giờ mới nghe bạn của mình kìa. Đang vác cái bẫy lên kìa. 2, 4, 6, 7 người đang lên nha mọi người. Hơi bị vệt đấy, đường khá là dốc nha mọi người. Mình đang ở trên đỉnh núi này. Mara, bên này cái này mà là bên này nữa. Để bơi nhau mà ra. Giờ anh em đã tới nơi rồi, đang dựng lều này. Cái bữa trước là đi mà không dựng lều trước bị ướt hết đồ luôn. Đợt này rút kinh nghiệm rồi. Quá đã luôn. Như này là tôi ngủ mà có mưa thì không sợ nữa nha mọi người. Quá đã luôn. Một cái lều quá đã. Giờ là nấu cơm xong rồi tranh ăn cơm xong rồi tranh thủ đi thăm bẫy heo.
mình đi đến cái bãi này thì nó bị sập rồi mọi người. Mà không biết là cái con gì nó dậm này mọi người này. Đây này, nó riết tới đoạn này rồi. Mà không biết là cái con gì nó dậm phải. Ồ, tiếc cái mọi người ơi. Đây là chắc chắn nó có con gì dậm phải rồi. Chứ cái bãi này mà cỡ 5-6 kg là nó không sập rồi nha mọi người. Phải từ 2-30 kg giờ lên ạ. Cái bãi nó mới sập được nha. Tức là bãi này thì rất là chắc chắn rồi. Ồ, không biết là con gì đây. Chỗ này, mấy đoạn này là heo rừng nhiều lắm mọi người. Chỗ này là có cái bẫy của mình nữa này. Đây mọi người, vẫn còn nguyên này. Không biết là mấy người bạn của mình thăm có được gì không nữa. Mình bên mình thì chưa dính con này nha mọi người. À, mọi người ơi, mình đang đi thăm bẫy tốt chi kia rồi. Nhưng mà mấy người bạn mình ở trên này coi lên bảo là cái bẫy bị lôi đi rồi. Giờ là anh em mình xuống đó xem là chim con gì. Không biết là con heo rừng hay là con hoàng hay con gì nữa. Giờ là mình phải xuống đó thật nhanh. Để mà xem. Mình vừa từ trên kia dốc, ơi là dốc luôn, chạy lên đây rất là mệt luôn. Giờ là mình bắt đầu mình sẽ đi lên xuống chỗ nó hỏi xem nha. Đây chỗ này mình sẽ tiếp nha. Dính rồi mọi người này. Đây. Phía tay ô, mẹ tiếp chạy. Mẹ tiếp không? Tiếp chạy. Tiếp rồi mẹ còn như vậy. Lâu mẹ ly cái tạ gia nhô hả bên nào? Vui nữa cả. Anh cầu mang cây thiếu đi rèn tăng có bộ tập bộ ni tập vài hên phải cho lọ anh mày. Còn này là chắc bắt sống thôi. Ơi ngư ra nhặt lại là cái nhà ờ chúng ta hoài to lắm mà. Vui nữa.